Trending video. Dầu gội ở đâu vậy em? Anh tìm hoài không thấy. Không cần đâu, đừng ghen tị như vậy chứ. Thì nhanh kiếm người yêu đi còn chờ gì nữa. Khi thi dành tặng cho em đó. Cảm ơn anh. Tiếng gì vậy em? Có ai tới hả? Không có đâu, em không nghe thấy gì hết. Vậy đó là giày của ai vậy? Em nghĩ anh nên đi đón con về trước đã. Như vậy cả gia đình đông đủ rồi, chúng ta cùng nhau ăn mừng ha. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Là đôi giày đó của ai vậy? Khê Thi, dầu gội ở đâu vậy em? Anh tìm hoài không thấy. Anh ê, hãy nghe em giải thích trước đã. Anh ê, anh ê, có gì thì cô cứ nói thẳng ra đi. Tôi sẽ giành quyền nuôi con tất cả. Tôi không muốn để con tôi sống với con người đó. Anh đừng gọi Danny như vậy mà. Ít nhất anh ấy cũng từng là bạn thân của anh. Bạn thân tôi mà lại ngoại tình với vợ của tôi như vậy là sao? Thực sự thì mọi chuyện xảy ra đều tại anh hết đó. Cô đã sai rồi mà còn đổ lỗi cho tôi nữa hả? Tại vì anh không đem lại niềm vui cho tôi nên tôi phải đi tìm ở những nơi khác thôi. Đủ rồi, chuyện cũng đã qua rồi, đào bới lên nữa cũng không được lợi ích gì hết. Vào thẳng vấn đề đi, là cô còn muốn gì nữa? Tới mức phải đưa con đến tận đây gặp tôi sao? Thứ tôi cần là tiền, 10 triệu bạc đó.